cây mới nữa. Con này nó bật kỹ quá. Cẩn thận nha. Sao cái đó có cái gì lạ hả? Huy giờ biết rồi. Đây, cái kính này, cái này kính luôn rồi sao? Cái kính mà để nói vô Huy. Đúng không? Không phải giờ chờ bắt đu cho chừng rớt Huy. À, quên cuốn bình. Làm gì tới được ông lo. Cái gì đây? Đồ con hay là con gì? Ồ, Jessica. Jessica gì? Jessica 13.5cm F 280. Rồi xong, không có ngàn chơi. Jessica Tính nghĩa thử nha 135. Sao nghe nói chữ Jessica, Yasinon rồi tôi thấy hồi hộp quá, căng thẳng quá. Anh review cái body của nó. Cái này ngàm, cái này ngàm gì? MCI. MCI à? Ngàm CY luôn. Ủa ngàm M42 à? Ủa ngàm M42 ngon người ta. Không phải M42 đâu. Đúng không? Không phải M42 đâu. Ngàm này anh có. Anh có cái ngàm chuyện này. Nhưng mà ngàm gì không nói luôn. Ông kêu nước chưa? Kêu rồi. Thử mà khoảng M42 xong nó bị mù đấy rồi. Nhưng mà rồi đúng rồi, M42 quá ngon luôn. 135 135 F mấy? F2.8 135. Sao mà kính nó bị gì trong vậy? Kính nó bị gì trong vậy? Bị xương rồi. Đây coi anh mơ thử coi. Quay lại coi. Rồi kính bị gì ta? Nó như này nè. Nó là nhân tôi tiêu cực. Tất cả các kính nào mà Linh đã dùng cho thằng 1 55mm đều xài được hết luôn.